Ôi, xem có ai thì ai vào kìa. Bên này là khu ABD này. Theo như mà từ tài liệu lịch sử là khu B, B1 này, B2. Nơi ăn nghỉ của chị, của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu là khu B2. Rất nhiều người đang thắp hương phụng viếng cho các anh hùng liệt sĩ ở nơi đây. Chào cô chú anh chị nhé, hôm nay có dịp đi Côn Đảo, thế là ghé thăm nơi an nghỉ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Nếu mà tính tuổi là như thế hệ của mình đây là phải gọi bằng bà đấy, bởi vì là theo như cái tài liệu thì khi mà bà mất là vào năm khoảng 18 đến 19 tuổi, năm 1952. Thế nên là khi đó còn quá trẻ nên mọi người cứ gọi là chị, nhưng mà thực tế ra là tính tuổi là mình phải gọi ông bà Võ Thị Sáu. Dạ, em chào chị Dương Kiều Anh á. Em đang đi thăm nơi an nghỉ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Mà ngày mai em sẽ đi thăm nhà tù Côn Đảo. Đây cũng là một nơi di tích lịch sử được ghi lại mà một số thành phần bây giờ là cơ hội bất mãn, rồi những thành phần Me Tây, rồi những thành phần Ba Que Sỏ Lá nó hay gọi là nền văn minh ấy, nền văn minh của nước Pháp, thực dân Pháp để lại. Đó là một người cộng sản yêu nước mà khi ra đi tuổi trăng tròn, đúng không ạ? Vừa với khi mà bà Võ Thị Sáu bị tuyên án tử hình là lúc đó bà chưa tròn 18 tuổi. Sau đó là thực dân Pháp đã đưa bà ra nhà cái khu B1 ấy, ở cái nhà tù ở ngoài này, ở khu này, và sau đó là bị xử tử hình vào ngày 23 tháng 1 năm 1952. Đó, đây là nơi an nghỉ của rất nhiều các cái vong linh của anh hùng liệt sĩ, trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, đúng không ạ, hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cái độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam chúng ta đến ngày hôm nay. Thế ngày hôm nay chúng ta không lấy gì làm lạ khi mà có rất nhiều các cái đoàn của rất nhiều người ở các nơi. Đây là đầu giờ chiều thì mọi người đã đến viếng thăm. Ô, em chào anh Thư Quang. Cùng ngày 23 tháng 1 năm 1952, em đang đi thăm viếng nơi an nghỉ của chị, của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Để luôn nhé, không thôi mình đi này ấy, nó không ai cho nó ăn tội nó. Chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị vào sau. Đấy, thấy chưa, chúng ta vào đây chúng ta thấy được cái văn minh của nước Pháp để lại đấy các bạn, đúng không? Đây là một trong những di tích được thực dân Pháp ngày đó người ta dựng lên đó. Đây này, tất cả những nén tâm hương, đúng không ạ, của những người dân người ta đến viếng thăm của mộ của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, rồi anh hùng liệt sĩ ở đây này. Đây là những cái mà nền văn minh của nước Pháp người ta cho chúng ta đấy. Mà những nhiều thành phần khác nó bảo là chúng ta không cần phải chiến đấu, chúng ta không cần phải hy sinh thì người ta cũng sẽ trả lại độc lập cho chúng ta. Thế mà hiện nay là 14 nước châu Phi, đúng không ạ, vẫn đang làm nô lệ cho nước Pháp. Đấy thì mọi người có thể thấy được cái giá của hòa bình nó có thể nói là không có gì đánh đổi được, đúng không ạ. Bởi vì nhân quyền, mà cái quyền sinh sống của tính mạng con người là cao quý nhất. Thế nhưng mà những người con yêu nước này người ta đã phải nằm xuống đây. Dĩ nhiên là với sự quan tâm của thế hệ sau thì cũng không thể đánh đổi lại được, bởi vì con người chúng ta chỉ có sinh sống thì chúng ta mới thực hiện các quyền khác được. Đấy, các bạn thấy không ạ, rất là nhiều. Dạ, con chào chú Thượng Sĩ Nhất. Dạ vâng, bác Thu Nguyễn này. Dạ, chào anh Trương Toàn Yến nhé. Em đang đi vào chỗ nghĩa trang mà nơi an
thủy của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và rất nhiều người anh hùng liệt sĩ khác. Mọi người đang rất là đông, mọi người đến viếng rất là đông ạ. Thì chúng ta có thể thấy được là cái nơi này chính là cái nơi ghi lại dấu ấn mà nhắc lại là những thành phần Me Tây, đúng không ạ? Me Mỹ, Me Pháp, những thành phần là chỉ thích thế này thế nọ, đúng không ạ? Đây là cái câu trả lời xác đáng nhất cho những thành phần đó thấy được là cái giá của hòa bình được đánh đổi như thế nào này, đúng không? Và đây là nền văn minh của nước Pháp để lại đấy. Và đặc biệt là trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, đó là khi ra đi mới khoảng 18 đến 19 tuổi và khi bị tuyên án tử hình là lúc đó là vẫn chưa tròn 18 tuổi. Ở đây còn có cả những cái mộ tập thể của các liệt sĩ nữa này. Rất nhiều luôn. Vâng, chào chị Hoàng Yến, chào chị Phèo. Đúng là vào những nơi như này chúng ta, cá nhân em cảm thấy rất là xúc động. Nhưng thế này chúng ta mới thấy được cái công ơn của thế hệ đi trước nó lớn lao như thế nào. Nếu không có sự hy sinh của những người này thì chúng ta làm gì có được cái ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em ra Côn Đảo em mới thấy được là tại sao thực dân Pháp ngày xưa người ta lại chọn ở ngoài đây, người ta làm nhà tù để giam giữ các cái lão thành cách mạng yêu nước của chúng ta. Bởi vì là ngoài này nó giống như kiểu là một cái hòn đảo ở ngoài biển khơi ấy. Nó không có đường. Ngày đó ngoài tàu với máy bay ra thì không có đường nào mà có thể là đi vào được hết. Ở bên kia vẫn còn nhá, rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Rất cũng đây có rất nhiều các cái thế hệ trẻ này, bạn này cũng rất là trẻ, cũng đang đi thắp hương cho từng ngôi mộ một của các liệt sĩ. Dạ chưa anh, ngày mai theo lịch thì ngày mai em với sang thăm cái nền văn minh thứ hai ở Côn Đảo, nền văn minh của Pháp để lại. Chúng ta thấy cái tội ác man rợn của chế độ thực dân nó như thế nào chưa ạ? Những ngôi mộ của các liệt sĩ ở đây rất là đơn sơ nhé. Đấy, rất là đơn sơ. Chỉ được khoanh lại, đúng không ạ? Chỉ được khoanh lại bằng những phiến đá, đúng không ạ? Bằng những phiến đá thôi. Đấy, có thể đây là có một bác liệt sĩ, một ông liệt sĩ là có ngôi mộ to hơn thì không biết là có thể là do gia đình phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang. Còn về cơ bản là nhìn chung chúng ta thấy đại đa số là đều theo một mô hình hết. Dạ vâng chị, em thấy nhiều người cũng nói với em là chị bà Võ Thị Sáu là rất là thiêng. Thì về tiểu sử của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu thì có thể mọi người đều có thể tìm hiểu thấy. Nhưng mà chúng ta thấy là một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể nói là điển hình người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, đúng không ạ? Trung dũng, kiên cường, đảm đang, rất là tuyệt vời. Khi bà hy sinh là lúc đó mới khoảng 18 đến 19 tuổi và cái thời điểm mà bị thực dân Pháp kết án tử hình là lúc đó vẫn chưa tròn 18 tuổi. Và cái bản án đó cũng bị rất nhiều người ở Việt Nam trong nước và kể cả ở Pháp người ta cũng phản đối nhá. Nhưng mà chính quyền Pháp hồi đó thì bất kể ai mà ấy thì người ta đều xử hết. Dạ thôi để em vào thắp nhang cho các liệt sĩ ở đây xong rồi em sẽ quay trở lại trò chuyện với mọi người nhé. Xin chào mọi người.